Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình 5 phút mẹo bạc với TI Bột Tô. Với chuỗi video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn các mẹo bạc để sử dụng Simatic X7 1200, 1500 với TI Bột Tô trở nên thao tác dễ dàng hơn. Rồi, trong video ngày hôm nay, video đầu tiên của mình thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về việc kiểm tra firmware version của X7 1200 này. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu thao tác nhé. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về việc là kiểm tra firmware của Simatic X7 1200 trên phần mềm TI Auto. Tại vì lúc mà các bạn sử dụng download chương trình và upload chương trình từ PC này xuống CPU X7 1200, chúng ta không biết cái firmware của con X7 1200 này version là bao nhiêu. Thì bây giờ chúng ta mở TI Auto lên, rồi tạo một cái dự án mới ha. Rồi mình tạo với một cái project, đó chính là check firmware create. Rồi sau đó các bạn vào cái phần Acceptable Device, chúng ta tích vào đây. Sau đó chúng ta chọn cái kẹt mạng. Rồi tiếp theo là chúng ta tiến hành Start Shop. Như vậy là trên phần mềm TI Auto nó đã hiện ra cho chúng ta thấy là một con BOC X7 1200 với địa chỉ address là 192.168.0.230, chính là cái địa chỉ mà chúng ta đang sử dụng hiện tại đây này. Chúng ta solve. Yes. Rồi trong cái phần Project Tree này thì chúng ta chọn vào Online Asset. Tiếp theo ở cái mục là BOC1, chúng ta chọn Online and Diagnostic. Ở cái phần General thì nó đã hiện thị cho chúng ta thấy là những cái hiện tại con CPU mà chúng ta đang sử dụng có mã là 1214DCDCDC với firmware là version 4.2. thì khi mà chúng ta sử dụng chọn và bóc cấu hình thì chúng ta download chọn firmware là version 4.2 với ở đây mọi người có thể thấy đó chính là cái version của TI Auto ở project trước, nó sử dụng là V15, cho nên là khi mà chúng ta muốn upload chương trình thì chúng ta sẽ chọn cái phiên bản là TI Auto V15. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn về việc kiểm tra con CPU X7 1200 này với version là bao nhiêu và cái version chúng ta sử dụng phần mềm TI Auto nó là bao nhiêu. Xin chào và hẹn gặp lại.